Cuối năm lên sóng cho anh em đôi loa cực kỳ xịn của dòng loa Mitsubishi Diatonic các bác nhé. Đôi này báo giá luôn cho anh em nắm được, đó là giá 12 triệu 500 một dòng loa VIP, một dòng loa VIP của hãng loa Mitsubishi Diatonic. Nếu mà một đôi loa này cứ vào hãng của Pioneer thì các bác cứ phải xác định tầm 25 triệu, cứ phải tầm 25 triệu là ít thôi nha. Đôi loa này nặng gấp đôi so với cái đôi loa Pioneer CS88A đấy các bác nha. Đôi loa này bát 30 nhưng nặng gấp đôi luôn, bởi vì hãng Diatonic này thì nó làm loa quá gấu luôn. Tem vàng cọc loa các bác nhìn thấy đẳng cấp xịn sò đấy. Đấy là những cái nhân tố để nói là một đôi loa cao cấp của hãng, mặc dù giá bán thì nó là quá rẻ, quá rẻ so với cái độ xịn sò của loa. Anh em thấy viền gốm này, viền làm như kiểu gốm đấy. Màng của dòng Diatonic thì thường đây là gân nó thường gân cứng đét, như cái dòng này nó dòng cao cấp nên gân nó mềm nhũn. Màng da chăn, da báo, da gấu, da beo gì đấy các bác nhá. Cái màng, cái viền, cái này nó thể hiện cái đẳng cấp của đôi loa. Và cái dòng Diatonic này thì củ bát phần tần của nó thì siêu kinh khủng, nó siêu gấu luôn, nó siêu gấu luôn anh em. Các bác nào gần thì qua múc nhá, chơi Tết thì cả nghe cả hát luôn. Còn bây giờ thì gửi bưu điện thì chắc cũng chịu rồi, chắc cũng chả kịp được. Gửi xe khách thì được, nhưng gửi bưu điện đi xa thì chả được được. Gửi xe khách thì vẫn gửi được. Các bác nào gần thì qua chiến, chiến luôn, chơi hàng cao cấp, giá thì rất là bèo bọt luôn, chỉ bằng một đôi loa cỏ cỏ của hãng Pioneer thôi. Cái dòng loa này thì bát nó thì độ chịu đòn của nó cực kỳ kinh điển luôn, có thể lo sánh ngang với lại những quả tên lửa bắn vào bầu trời Ukraine đấy các bác nhá. Về độ đẹp thì nói là miễn chê luôn, một đôi loa cũ hàng vứt bỏ của Nhật Bản, tuyển chọn vứt bỏ như nó là tuyển chọn các bác nhá. Trong clip thì nói một vài câu cho nó bốc lửa, cho nó máu chiến các bác nhá, cho nó thoải mái cái tinh thần. Những ngày giáp Tết làm ăn vất vả như tiền chẳng thấy đâu. Đấy, nói chung là tình hình đôi loa này là như thế các cụ nhá. Các cụ mà gần thì qua bốc ngày để chơi Tết. Loa này mà bổ ra làm củi thì gỗ cũng rất là nhiều đấy, không ít đâu. Lâu bánh chưng thì phải nói là 2 năm đi hết, không đùa được. Loa cao to đen hôi các bác nhá, bát 30, gân mềm nhũn, gân vải mềm nhũn, bát màng cao cấp. Đây, những cái thể hiện cái đồ cao cấp nó như thế này các bác nhá. Đồ cao cấp các bác nhìn cái biết ngay, nhưng giá thì các bác lại mua theo cái thể loại là giá hàng cỏ đi. Đấy, giá tại cửa hàng 12 triệu 500 cho anh em chơi nhá. Đôi loa này có thời điểm bán đến 15 triệu nha các bác nhá. Đấy, nói một câu vậy để anh em biết nhá.